con giun dẹp thành 4 miếng. Nó có chết không? Đây là phần giữa không đầu và mông. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 24 giờ, các nhà khoa học phát hiện ra nó không chết. Thay vào đó, trong vài ngày, cơ thể dần lành lại và chiều dài dần trở lại. Mắt, đầu và đuôi đều đã mọc lại. Và sau 10 ngày, 4 đoạn đã cắt từ con giun dẹp đã trở thành 4 con giun mới. Khi xét nghiệm, 4 con giun này đều có DNA giống nhau và tất cả vẫn còn giữ nguyên ký ức ban đầu. Giun dẹp có thực sự có công nghệ nhân bản hoàn hảo như vậy? Nhà sinh vật học này muốn một thí nghiệm lớn hơn nên đã dùng dao cắt con giun dẹp thành 5 khúc lớn, sau đó cắt dọc và cắt chéo, cuối cùng cắt thành 279 đoạn. Đối với giun dẹp có chiều dài chỉ từ 2 đến 3 cm, có nghĩa ta đã băm nát nó ra rồi. Ai có thể ngờ rằng kết quả rất kinh ngạc, nó biến thành 279 con giun dẹp hoàn toàn mới. Bí ẩn về sự tái sinh của nó, hóa ra còn phụ thuộc vào cơ thể, từ đầu cho đến đuôi có một loại tế bào gốc toàn năng rải rác khắp cơ thể, nghĩa là nó có thể lưu trữ ký ức bên ngoài não. Sau khi cắt xéo con giun dẹp ra, những tế bào gốc này có thể đến được vị trí tổn thương và chia đều ra, cuối cùng biến thành dây thần kinh, cơ ruột và các tế bào mô khác. Cho đến khi hình dáng ban đầu và thậm chí cả ký ức được khôi phục, nếu con người cũng có khả năng tái sinh như giun dẹp, bạn muốn tái sinh ở đâu nhất và dùng nó để làm gì?